Ngày xưa mà ở ngoài đời đi làm mà bị chữ 3 năm đó, chữ quá trời luôn, chữ te tu tả tơi. Còn cái năm 16 tuổi đi đi đường lậu á, đi đường á, Campuchia á, đường kiến, chở trời ơi, từ nhà Như Đức mà chở qua Châu Đốc là 20 cây số, mà một ngày vậy là đi 2 quận, chạy xe đạp. Quý vị coi, bạn qua 20, bạn về 20 là 40, rồi thêm 40 nữa là một ngày chạy 80 cây số chạy xe đạp, chở bao đường, mà một bao đường đem bệnh bán là được 25 ngàn, đi đó được thời gian lời tiền thêm bao nữa, đi vài bữa bị công an bắt cục vốn luôn, đi đường lậu mà. Trời ơi nó khổ, đừng có nói nó chạy xe đạp mà đến nỗi mình nói thiệt chứ, nó gọi là cái mông mình lỡ luôn. Chạy xe đạp á, chạy ngày 80 cây số, trời ơi chạy giết mà nó rát cái mông quý vị, cái yên xe nhỏ xíu chạy giết rát cái mông, nó cứ cạ tới cạ lui chạy gì nè, giết nó cạ giết chạy chùa chạy máu luôn, cái mông chạy máu luôn, cái háng chạy máu luôn, ghê không? Mà ngày nào cũng chạy vậy đó, mưa gió gì chạy trốn chui trốn nhủi, né trốn sợ người ta bắt, đi đường lậu kiếm tiền đâu có dễ đâu. Nó rồi lụm cụm kiếm được vài bao đường rồi đi từ từ tăng lên, đang kiếm lời thêm, dứt phát trụ lũi không còn cắt. Trời ơi nó buồn đừng có nói nữa, nó buồn hơn cái gì nữa. Nó bị coi á, rồi xong rồi thấy vậy thôi lên thành phố, lên thành phố đi vô chỗ làm gặp bà sư phụ bà chữ, có họ bà chữ hung dữ còn hơn cái gì nữa, bà chữ còn hơn cái giống gì nữa, bưng cơm mà ăn mà chảy nước mắt mà quyết chí cố gắng luôn. 3 năm chờ bị chữ mới học được nghề nấu ăn, làm chỗ đó 11 năm rồi đủ duyên đi gặp Phật pháp đi tu. Khi đi vô chùa tu rồi, hồi xưa mới lên chùa trên kia cũng khổ, bằng đêm ngủ dưới gạch, nguyên vàng anh em nam nằm dưới gạch chờ lạnh, cái mền thì nó dày, bằng đêm mấy con chiếu á, trên đó chiếu nó nhiều, con chiếu bằng ngón tay cái nó bò vô, nó chui vô mền, khi đang ngủ nó chui vô tay mình bóp, nó mềm sụm, đâu có đơn giản đâu. Trời ơi mà chùa xưa ít người nhưng mà thầy đi giảng suốt, ở chùa có ai đứng ra lo cho mình đâu, mới vô chùa phải tự lực cánh sinh, nỗ lực cố gắng mà sống, ốm ho gầy mòn, ngày nào cũng đầu hũ trắng, rồi bắt đầu đổ miếng nghệ lên lót xả dưới đít, đổ đồ hũ trắng lên, đổ nghệ lên, xong cái đổ lớp đồ hũ nó đổ nghệ lên, đổ bột niêm lên trên, đẩy lại hầm, cái hơ nó bay lên, cái đầu bột niêm nó chảy xuống, rồi đồng hũ vừa nở ra là gòi nhắc xuống, đổ ra tha hồ mà lụm. Bây giờ ăn không vô cũng ghé ăn, có được cục đồng hũ là may rồi. Hồi đó đâu có nhà ăn mà kiểu mà dọn đồ ăn sẵn, toàn là múc ra cái thao, rồi 1, 2, 3 nhào vô. Hồi xưa trên đó vậy mà, hồi xưa trên đó là chuyên gia vậy đó. Những Chí đồ biết nè, Những Lăng biết nè, chậm là không còn miếng đồ hũ nữa. Có nhiều bà bay vô nhanh thì vớt 5-7 cục, ai mà chậm tay bay vô không có 1 cục, rồi cầm chén cơm không ra ngoài lấy chai nước tương xịt ăn. Trời ơi đâu có sự quan tâm được mà đặc biệt gì đâu quý vị, ăn chay mà đây là quá đầy đủ cho quý vị biết, không phải đơn giản đâu. Con người ta chịu khó chịu khổ từ khi còn nhỏ, thì biết những đứa còn nhỏ mà đi giăng câu ếch trong đồng á, đói quá giăng câu ếch á, đói quá đói kiếm lửa đốt lên, vừa mới lấy con trùng làm mồi bắt được con ếch, lấy cái cây chọt ngang bụng con ếch, nướng chui, xé con ếch ra dứt luôn khỏi rửa có gì chứ. Ăn trong đồng á, trời ơi vô đồng vì chưa biết đâu, có khi mà nước uống mà múc nước ở dưới ruộng lúa, có khi người ta đi đồng người ta mắc cầu quá, ta ngồi người ta đi ngay chân đường bờ bãi, rồi đầu nó mới tan ra từ từ nó chảy nước xuống, rồi mình múc nước đó mình uống, mình nhìn lại trời trời nguyên bãi phân, nãy giờ uống mà còn khen ngọt 100% luôn quý vị. Sống trong đồng cũng có nữa nè, ăn là dụ cá mà bắt lên là rửa gì đâu, mặn gì đâu, trong đồng mà chuột ngang cái là nướng chùi chui rồi bẻ ngang ăn,
không có nước mắm thì ăn với muối, ăn vậy đó mà sống. Rồi bằng đêm bằng hôm đi giăng lưới rồi đủ chuyện làm, con người ta khổ. Nên từ nơi đó bây giờ gặp cái khổ thì vượt qua. Nên con người mình đi tu hành gặp cái khó đừng có sợ, không có cái gì mà tự nhiên lỡ cái bẻ cái trái ăn liền đâu. Chúng ta phải nhớ ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Bây giờ mình đi đến đây là có chùa sẵn cho mình ở, mình phải nhớ ơn Hòa Thượng xây chùa, đúng không? Công quả phải tin á. Nó bây giờ mấy anh em mình được ở đây gì, nỗ lực lên mấy anh em. Đừng có bao giờ mà nhìn những người người ta mà đi làm cùng với mình mà ta bê tha. Mấy anh em hãy nỗ lực làm cái việc của mấy anh em cho tốt đi. Nhân mấy anh em làm quả mấy anh em chịu à, hưởng à. Nên mấy cô được gì đó, Liên Thanh cô Châu được, cái nhiệt tình hết mình, cực lực hết mình, lùng sẵn rồi sợ gì lùng, làm tớ luôn, hiểu không? Nó lùng rồi còn gì, làm tớ đi, cơ hội mà. Nó bây giờ mình đâu có tiền bạc gì đâu mà người ta đem của cải vô, người ta đưa cho mình để nấu cho người ta ăn thì nấu cho người ta ăn đi, cơ hội cho người ta ăn. Mình nội tài bố thí, mình làm cái việc này mấy cô cứ nhiệt tình mà làm đi. Thật sự mà nói, mình ngoài đời gặp mình ngoài đời có đâu mình cho người ta ăn cái gì, vô đây mình mới có mình cho người ta ăn. Phải tin sâu nhân quả. Người mà tu hành mà hoàn toàn tin sâu nhân quả là hoàn toàn không có phiền não. Còn nếu không là phiền não liền. Phiền não liền trong cái nội bộ đông người gì nè. Chỉ cần nhìn quan sát thôi, thiện ác mình học được liền. Thiện ác học được liền. Hành động nào có duyên là mình học được liền. Còn hành động nào người ta vô duyên là mình tránh liền. Người như vậy là người thật sự khôn khéo, dễ học tập. Còn cái phòng nào người ta sắp mình vô ở, cứ ở đi, cứ ở đi, đừng có đổi phòng. Người mà thường đổi phòng là cuối cùng đi ra rìa luôn, đổi hoài đi ra rìa luôn. Nhữ Đức nói 100% luôn, đừng có đổi. Tôi ngày xưa đi tu nè, mới vô chùa nè, gặp cái ông đó. Bây giờ mà ổng cũng thọ giới tỳ kheo. Hồi xưa mới vô chùa ổng già già. Trời ơi, mình dẫn chúng mà tức nhất nha, chứ công chúng gì nè, mình đứng mình niệm Phật là ổng ba giật micro. Kiểu đó nó sốc lắm quý vị. Đang đứng dẫn chúng như vậy nè, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm gì mà cũng đi niệm. Cái ông bay vô làm nè, A Di Đà Phật, A Di. Thôi là thầu, thì ghê quá cái gì. Nhìn thấy gớm mà cũng đi giành giật với người ta. Mà chuyên gia không biết làm sao, nhà Đức ông quan gia gì á. Còn mình đang đó, mình đang tập đánh địa chung á, mình đánh này gì đà Phật, cái 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 gì đà Phật. Ông lỡ ông lấy cái chuông lên đánh sùm. Bụng trời trời, ông này sao vô duyên cái chợ, đâu có gặp ông chứ, ghét cay ghét đắng luôn. Mà trời, trong lòng mình nói tôi tránh ông nè, trời ơi, gặp ngoài đời tôi bóp cổ tôi chết. Ông già ông như ông nhắc kỳ cục. Xong ngồi suy nghĩ, không lẽ mình vô đây tu mà giờ dướng mình ông này trợ là trợ. Trong chùa là ổng trở ngại mình không, lại dướng mình ổng hoài chi vậy. Quyết tâm luôn, phải hóa giải với ông này mới được. Bằng cách nào đây? Lâu lâu người ta cho được cái gì đem cho ổng hết trơn mà không có đưa cho ổng trực tiếp, mà đưa cho người khác đưa cho ổng. Đưa cho người khác đưa cho ổng, đưa cho người khác đưa cho ổng, cứ làm hoài. Làm hoài luôn, làm với cái tâm mình hết ghét ổng luôn. Tại mình cho ổng hoài sao ghét ổng. Cho ổng hoài hết ghét ổng luôn. Khi hết ghét ổng rồi tự nhiên ổng cũng hết ghét Nhân Đức. Rõ ràng không? Quá giải liền. Rồi quá giải ông luôn, sau này ông thương Nhân Đức, Nhân Đức quản chúng là Nhân Đức sắp sao là ổng nghe vậy à. Ông đó đó, làm sắp sao là ổng nghe lời vậy đó. Nó rõ ràng chưa? Mà đi tu đó cũng gặp trở ngại, rõ ràng đó là vượt qua. Nên Nhân Đức nói với vị mà đi tu á, chùa cũng là chùa thế gian thôi, còn người này người khác. Mình vô chùa ăn thua mình chọn được mục tiêu mình cố gắng. Chứ mình đừng có nghĩ là vô chùa là cái gì cũng tốt hết trơn rồi mình thất vọng tầm bậy. Trong Phật Pháp á, con người học Phật mỗi người nó có góc độ khác nhau. Nên mình vô mình học, miễn làm sao mà mình học được khéo là mình nhờ. Mình không khéo mình chịu. Ai khôn khéo thì học được, còn ai không khôn khéo thì gán chịu. Nó nhớ nè, chim khôn lựa cành mà đậu, thấy không? Gái ngu lựa mấy nhậu mà dùng. Thấy không?
Đó, sự chọn lựa quan trọng dữ lắm. Phải chọn lựa quan trọng, đừng có tạo thêm cái phiền não cho mình. Học tập mục tiêu chuẩn xác đàng hoàng, chứ đừng có mà lang thang chọn tào lao bất xét, chuốc phiền não khổ đau. Đó, nhớ đó. Nên từ nơi đó mà mình phải thông suốt cái tâm này đó. Phải có mục tiêu chuẩn xác luôn. Mười mấy năm những đức đi tu, đúng là chọn niệm Phật là chọn tớ luôn, không có thay đổi một chút nào chứ. Mới có ngày hôm nay mình giảng pháp mà mối còn bay vô nghe. Đó, mối bay vô nghe. Đi coi, tội nghiệp ghê, bay một chút rồi gãy cánh, lăn, tội nghiệp ghê. Mối á, mình nghĩ nó cũng là một chúng sanh như mình, mà cũng đã từng tu cùng với mình đó, mà tu sai thì sao đó. Mà mình thì được làm người ngồi đây nghe pháp, còn mấy ảnh là mối, là súc sanh bay vô đây để nghe pháp, mà bay vô một chút là gụng hai cái cách rồi, làm mồi cho kiến. Nó bị coi thấy không, lăn lóc. Nên từ nơi đó, nếu như chúng ta mà tu mà không khéo là mình coi chừng. Nên những đức thường chỉ mấy cô mình, nó như con An Lạc, con chó nè, con chó chùa mình nó đi theo cái cô suốt, mà nó cho cái nữa chắc chắn luôn. Những đời kiếp tu nó với mấy cô là bạn đồng tu, bạn đồng tu đó, nhưng mà chắc là cũng hỗn ẩu gì nè, rồi tham lam đố kỵ nè, chăm chích nè, thấy người ta được thương nhiều cái ganh tị ghét, thấy ai được cho cái gì ghét. Rồi cuối cùng mình thì được làm người, nó đi làm thân chó, cái duyên mới đi vô đây mà ở chung với nhau nè, An Lạc á đó, cho mấy cô nhìn đi. Nên tất cả mình tu trong chùa cẩn thận, thấy người ta được cái gì hơn mình mừng, người ta được chó gì mình mừng, chứ đừng có ganh tị. Mình nói một câu, trời ơi phàm phu nói vậy với thầy, ô thầy phàm phu cái gì mình mới tu, mình cố gắng mình nhìn nhận tin sâu nhân quả, người ta được hơn mình mừng giùm cho người ta. Mình chỉ cần có cái tâm vậy thôi là mình quá đặc biệt rồi. Tu từ từ nó thay đổi mà nó, chứ mình đừng có thấy người ta hơn mình là mình tức mình ghét. Cái tâm mình cái đó là mình tự tiêu mình nè, hại mình không có được cái gì đâu. Nó, những đức thấy rằng ở trong chùa, thí dụ như mấy người đứng đầu, ai mà không bị la, như bà Thanh thì bị la hoài gì, ai mà không bị la. Cô Châu là chưa đó, chưa có dò được cô làm sao, chưa có la cô đó. Rồi mai mốt từ từ đi rồi biết cô làm sao, rồi lúc đó tính sổ cô, chứ đừng nói chuyện đơn giản. Ai tôi cũng la ôm sùm, bên kia mà nhóm ban bởi vì la quá trời la, la đến chi phải không, tiêu cái ngã mạn. Tiêu cái ngã mạn. Có nhiều người mình làm giỏi rồi mình ngã mạn lên là hại mình dữ lắm. Những đức cũng từ bị chữ mà nên, bị người ta chữ te tua mà nên, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nên mình tu hành mà không có ai la ai chữ mình là chưa chắc đâu. Tưởng đâu mình yên yên, nhưng mà chưa chắc đâu, nó nuôi cái tâm đó đó. Đến một ngày nó thành khói cái tâm kiêu ngạo, nó dứt một phát mình nằm sấp luôn, đứng không nổi. Nên thà mình bị la lai rai đi, để mình được rèn từ từ đi. Khi mà bị la mạnh một chút không có sao, nhưng mà không ai la mình, nó nghe nó nuôi thành một khối phiền não, kiêu ngạo. La mình một phát chịu không nổi, bỏ chùa luôn. Thí dụ giờ cô Thanh, cô Châu đều làm được việc đi, rồi không dám nói hai cô. Rồi hai cô tưởng đâu bây giờ hai cô là bà nội à. Rồi kinh. Rồi một ngày nào la một phát là thôi cực quá mà, hết lòng quá mà, sao có xử như vậy, đi xếp đồ đi, không có giỡn đâu. Trời đó giờ mà gặp trường hợp này hoài đó mấy bà ơi, không có giỡn đâu. Nghe, tu hành là gì? Tin sâu nhân quả, hạ tâm kiêu ngạo. Tin sâu nhân quả, hạ tâm kiêu ngạo. Cái tâm mà cho mình làm được chuyện, làm được chuyện là cho ai? Cho mình chứ cho ai? Mình làm là cho mình đó. Nên đừng có bao giờ đi kể công, mình làm là làm cho mình đó chàng. Nên ai mà được làm ban trưởng đồ này kia là cơ hội đó. Cơ hội mình làm nhiều, cơ hội mình được gánh vác nhiều nên mình sẽ được nhiều. Nó, còn người ta làm ít thì người ta được ít. Nó, mình đừng có làm nhiều mà nó đổ hết trơn, uổng lắm quý vị ô.
nhớ nghe không? À. Rồi mỗi ngày mà mình lên mình niệm Phật á các cụ, là mục tiêu mình niệm Phật sanh cực lạc các cụ ư? Ồ. Trời ơi. Cái bà cô hồi sáng mới mắt đó, thấy chưa, cái gì nó cũng nhân quả. Hôm qua những đức nói những lăng là để những đức qua nói chuyện công đoạn quay phim lại. Tự nhiên hồi sáng này đang giảng pháp, vừa ngồi nói chuyện có 10 phút tự nhiên nó say sẩm mặt mày, muốn ói. Đang trực tiếp luôn tự nhiên ôi trời kỳ cục ghê, sao vô duyên vậy trời. Nói chuyện mới 10 phút tự nhiên say sẩm chứ. Tự nhiên muốn ói à, tự nhiên rồi xong đi đâu nổi đâu, nghĩ qua thấy rõ ràng không, cái gì nó cũng có nhân có quả dẫn nó trợ nó, thấy không? Đó là tính qua đó nghe. Thấy con cháu của người ta cũng biết tu cũng nhiệt tình, mình định qua mà nói chuyện chút quen động phim làm kỷ niệm. Như thấy bà này mà khi mà bà bệnh đau gì ung thư tuyến giáp mà máu trong miệng chảy ra, cậu nhìn cái tự nhiên mình hiền, tự nhiên nhìn cái hiền luôn. Thì thấy cái cảnh tình ghê quá. Vị ô đúng là thăng tứ đại rã rờ ghê quá. Có những người thì cũng nhẹ nhàng, nhưng có những người nặng quá. Máu miệng ọc đấy. Rồi nó dính vô khăn đồ ướt, cái mùi máu tanh, rồi nó hôi. Bữa đó nhà Đức đưa mặt vô 10 phút nói chuyện, rồi nó bay nó đậu xung quanh của cái mùng. Thấy chưa? Nếu gia đình con cháu mà nhìn từ chỗ này, thôi gán tu quý vị ơi, không lẽ đợi tới ngày dị trợ, bây giờ còn khỏe sao không tu, siêng năng lên, cố gắng lên, hiểu không? À, đợi ngày đó hả? Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, mình đợi ngày đó à? Bây giờ mỗi ngày mình cứ gầy dựng niệm Phật đi. Nó những đức nói mà bây giờ thí dụ như vô phòng đi các cụ, mình 5-6 cụ vô phòng đi, mình đừng có bắt niệm Phật, mỗi người bắt điệu tùm lum. Trong phòng có cái đèn bông sen niệm Phật là vô phòng tắt đi. Vô phòng mình tắt niệm Phật đi. Tại mình chỉ có cái điệu niệm Phật kia là được rồi. Còn nếu như mình vô mà mỗi người bắt một cái máy niệm Phật là coi mới được. Nó đụng qua đụng lại nhau có được đâu. Tắt đi các cụ. Thí dụ như mình nằm kế người ta mà mình bắt niệm Phật mà người ta nói người ta ngủ không được, mình tắt đi các cụ. Mình niệm Phật lầm thầm mình ngủ đi. Chứ mình niệm Phật mà để người ta ngủ không được, người ta nói mình mà mình không tắt là mình cố ý. Không có phước đâu cụ ơi. Kệ người ta không nghe được chuyện của người ta, mà người ta nói người ta không chịu rồi mình tắt đi. Mình như vậy mới là người tu. Mình như vậy mới là người tu. Còn mình cố tình mình nói thầy đã nói rồi niệm Phật tốt, vì sao bà nghe không được. Vậy thì mình đụng nhau sao các cụ. Nói bây giờ người ta nói người ta nghe không được, ngủ không được, mình tắt đi. Mình thầm thầm mình niệm nhẹ nhẹ mình thôi, dỗ dắt mình ngủ. Còn mình đi ra ngoài đường thì tự mình bắt, chuyện đó của mình. Nên những đức nói tu xong bước ra là cầm máy bấm số bấm liền. Bấm liền. Buổi tối nguyên một vàng mấy anh em á, từ xuất gia tới cư sĩ, dẫn nguyên một đoàn người đi. Đi lại từng ban các cụ, ẩm các cụ ra ngoài. Buổi tối tu xong nó làm cho chùa vui lên, cho các cụ phải vui lên. Như con mà đi lại thăm cha mẹ vậy đó. Các cụ ô, ra ngoài cụ ô, hiểu không? Hồi hướng niệm Phật giảng sanh cụ, hiểu không? Nó làm cho người cha, như mà con mà lại thăm cha mẹ háo hức lên, còn quyết chí niệm Phật giảng sanh cụ ô, niệm Phật giảng sanh cụ ô, làm gì đó, làm gì? Giảng sanh cái cụ ô, làm gì đó? Mấy anh em mà làm vậy thì phước duyên mấy anh em lớn lắm, mà mấy bà già bà hưng khởi vui. Rồi ngày mai mà bà bấm ít bà ngại, vì quý chú với thầy lại vui quá, mà mình bấm ít thì kỳ. Bà cố gắng bà bấm niệm Phật. Nó bữa nào qua cũng vậy, kêu tập trung ra từ khu nhà trên dưới, khu vậy đó. Rồi chia ra, rồi bắt đầu lỡ các cụ ơi, đứng ngay lan can nghe các cụ, nhìn lên chờ, nhìn qua bên hướng nào cũng được. 1, 2, 3 quyết chí niệm Phật giảng sinh, làm vậy đó. Bà làm theo, hưng khởi lên, đời này phải về cực lạc các cụ đó, làm vậy đó. Tự nhiên mỗi ban bệ làm vậy mấy bà cụ già bà vui, mỗi buổi tối bà làm vui 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 lên, hưng khởi. Rồi tự nhiên mấy bà siêng niệm Phật luôn, tại vì ngày mai bà bấm ít ngại quá. Nó mình lỡ mình động viên cụ ơi, cụ
mình lớn tuổi cụ ơi, cố gắng cụ cụ, để lúc nào Phật đến rước đi về liền cụ cụ. Bây giờ thời gian cụ lớn tuổi rồi, không còn bao lâu đâu cụ à, nên cụ cố gắng nghe. Được lên chánh điện tu không à, bước ra bấm số niệm Phật liền nghe cụ. Trời ô, lúc mà cặn tưởng nghiệp á, người ta hộ niệm một cái, Phật A Di Đà đến rước một cái, trời ô gì cực lạc sung sướng lắm cụ. Ô cụ, mình mà như vậy đi, phước mình lớn biết nhiêu, nói không, mình đi động viên mấy bà già vậy đi, phước mình rất là lớn, mà mình lại có cơ hội thuyết pháp được nữa. Mình cứ làm vậy đi mấy anh em. Ồ mấy anh em trong chùa mà làm gì nó hay gì đâu. Mình trẻ trẻ mình làm việc lúc rảnh, lúc đầu mình đi lặng các khu các cụ. Mình coi cái bà cụ nào bánh nằm, mình lại hỏi thì sao ơi cụ, thì sao mà nằm đây cụ, thì sao ạ? Bệnh rồi chú ơi chú. Rồi sáng đi với ờ, nó nóng lạnh quá trời nóng lạnh rồi chú ơi. Nó à cụ ơi, bữa đó con thấy bà cụ kia bà nóng lạnh nghe cụ. Mà công nhận bà cụ này hay thiệt thiệt nghe. Bà nóng lạnh mà bà nằm nghe cụ. Ô cụ bà làm gì nè, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Con ngại mấy hết trơn cụ. Công nhận hay thiệt. Bởi vì cụ cố gắng niệm Phật cụ. Bây giờ mình mới có nóng lạnh thôi, cụ nghe thầy giảng không? Bây giờ mới bệnh thôi mà nó đã vậy rồi. Mà bây giờ mình không niệm được, mà cặn tử nghiệp sao mình niệm được cụ? Bây giờ cụ nghe lời con, gán lên cụ, gán lên đi, để mình về cực lạc cái cụ. Đó, làm vậy đó. Nó rảnh rảnh đi vòng vòng, thế nào cũng có những bà cụ bệnh nằm à. Mình động viên vậy đó là tự nhiên bản thân mình cũng tinh tấn nữa. Vì mình đi khuyên người ta là mình tinh tấn chứ làm sao. Rồi mình đi tìm hiểu, mình coi các cụ cái gì, các cụ khó khăn cái gì. Trong phòng ốc đó người nào ăn hiếp người nào. Mình lỡ mình nói, mình không có vai trò chứ. Nhưng mà đây là một cái tấm lòng mình đến với các cụ. Mình đi vòng vòng mình nghe tin, nghe nguồn tin phòng này có bà già dữ, bà ăn hiếp 6 bà già kia, 5 bà kia. Mình lỡ mình nói, cụ. Ban đầu muốn nói bà là phải kiếm cái bánh cho bà. Kiếm cái bánh cho, cho bánh vài ba lần rồi bà quý mình. Xong mình mới mời bà ra cái ghế ngồi. Ngồi xong lúc đó mình mới nói chuyện. Cụ, con nghe nói gì đó cụ. Cụ ơi, trong chùa nhân quả nó đến với mình dữ lắm cụ. Tuy là vậy nhưng mà một ngày nào quý thầy biết được phiền phức lắm. Cụ à, con cũng như con cháu cụ vậy đó. Nếu mà ông bà cha mẹ mình mà trong chùa hung dữ, hỗn ẩu, ăn hiếp người ta, thì con là con cháu con cũng mắc cỡ với người ta dữ lắm. Thì cũng như con cháu của các cụ vậy đó. Nếu như các cụ trong chùa mà đàng hoàng, quý thầy sắp xếp biết nghe lời, thì con cháu của cụ vô dễ được độ lắm. Ai cũng thương. Còn nếu như các cụ ở đây mà hung dữ, một ngày nào quý thầy biết á, là lúc đó phanh phôi ra, con cháu của cụ mắc cỡ lắm. Ta đồn ra mắc cỡ lắm cụ ơi. Con như con cháu cụ vậy. Cụ nghe lời con đi, thôi đừng con vậy nữa, chị em cùng đi tu chung mà, mình hung dữ với người ta làm gì. Thôi nghe cụ, nghe lời con nghe cụ. Cái tính đó là cái tính quản chúng sau này. Ngày xưa nhà Đức làm gì không mà quản chúng. Rồi có những bà cụ bà buồn, bà buồn bà tuổi thân bà muốn đi về. Bây giờ cụ cứ suy nghĩ đi, mình ở nhà mình mấy chục năm được cái gì cụ. Như bản thân con còn trẻ nè cụ, mà con ngoài đời con còn thấy con không làm được cái gì nè cụ. Chứ đừng có nói bây giờ cụ già cụ về làm gì. Còn cháu nó thấy mình đi tu rồi, mà bây giờ mình đi về nó nói bà ở trong chùa mà ở còn không được. Nó coi thường mình. Thôi cụ à, dù cỡ nào ở đây đi chăng nữa mình cũng có cơ hội. Sau này mình được hộ niệm đưa tiễn mình đi. Còn nếu như mà cụ về thì con cái cụ nó đâu có tu đâu, nó sát sanh hại vật. Rồi nó đâu có làm như ở trong đây quý thầy làm đâu. Rồi nó đẩy các cụ xuống với tam đồ ác đạo. Khổ lắm cụ. Thôi cụ gán nghe lời con đi, ở chùa đi, khó khăn cỡ nào cũng còn thầy, cũng bình yên cụ à. Chỉ một hai cái nghiệp thôi, cụ cố gắng niệm Phật đi, rồi nó qua hết nè. Lâu lâu con rảnh con qua chơi với cụ nghe. Đó, biết không, có phước liền. Người như vậy nó đặc biệt dữ lắm. Đây là những việc ngày xưa như Đức nó từng làm nè. Ngày xưa còn cư sĩ nó đi làm vậy đó. Rảnh rảnh là cứ đi vòng vòng coi thăm cái cụ để chơi vậy đó. Rồi ngồi nói chuyện cái cụ mà toàn khuyên cái cụ không. Rồi ngày xưa quý vị biết á, có khi thầy trên muốn cho bà cụ này đi về nhà, xong Nhân Đức lợi Nhân Đức mới vạch cho bà nghe, vạch cho bà nghe. Xong Nhân Đức mới qua gặp thầy, Nhân Đức nói thầy ơi bây giờ bà quá trời sợ rồi, xanh mặt xanh mày chứ rồi. Nó bây giờ bà muốn ở lại thầy, thầy không kệ cho bà ở đi thầy. Bây giờ bà sợ dữ lắm rồi, con nói bà nghe bà sợ lắm rồi. Xong bây giờ thầy cho bà ở đi, con dẫn bà qua, con bắt bà quỳ xuống cho bà sợ, để rồi thầy la bà vài câu để cho từ đây về sau bà biết thân phận, bà cố gắng bà tu. Toàn là đi làm gì không quý vị. Mà ông thầy ông thấy thằng này tương lai
Được, cho mày quản chúng luôn. Tại vì cái tâm mình vậy, mình làm gì với quản chúng luôn à. Chứ thật sự như Đức có biết gì đâu, cứ đi làm vậy không à. Y gan ngày xưa như Đức ở quán ăn vậy, người ta mới vô chỗ làm là như Đức dẫn dắt người ta, chỉ người ta, nói tô cơm nè, tô nè, bớ nè, bớ cơm ăn nè, múc đồ ăn đây nè, nước uống đây nè, đi cầu đây nè, ngủ đây nè. Đức chỉ người ta, mới vô chỗ làm thì chỉ người ta không à. Sau này như Đức đi tu y rang luôn. Nhà Đức ở trong chùa là ai người ta vô chùa người ta chán nản là nhà Đức là động viên, cũng nhờ động viên người ta mà động viên mình luôn, mình cố gắng luôn. Cái hành động này nghe vị, phước cực kỳ lớn. Những Đức nói phước lớn lắm mà có tâm nữa, sau này nhiều người quý mến mình, nói người ta nghe liền. Nó cái vai trò quản chúng, coi chúng rồi mấy anh em trong chùa rồi đó, cư sĩ gì cũng gì rảnh cứ đi vòng vòng đi. Có cái cụ bà bệnh đó, có khi người ta lên tu hết trơn mà bà nằm ở trên phòng có mình bà mà rên nó chảnh á, lên thăm đi, lên động viên. Giờ đó bà cần có mình đến lắm. Như bản thân mình khi bệnh rồi mình cần có ai đến bên cạnh mình ngồi chơi với mình lắm quý vị à. Cái nào nói thật mà. Nên mình gặp vậy mình lỡ liền: cụ ơi, có cháo lao gì ăn chưa cụ, có ai bưng cháo cho cụ chưa cụ, thấy không? Nó mình đi hỏi vậy đó, mình làm chuyện công không mà có phước. Quý vị biết ở trong chùa mình quá đông người mà, cái cơ hội tu phước tu duyên nhiều lắm. Còn mình len lỏi vào cái vị trí mà cộng tu nam á, mình là mình len lỏi vào, mình ngồi mình nói chuyện, mình ngồi nói chuyện để mình giúp cho cái người quản chúng nhẹ một chút. Mấy anh em coi mình đi vô đây, ngày xưa tôi thanh niên cũng hư lắm nè anh em, nhậu nhẹt hư hỏng lắm, hổn với cha mẹ nữa. Mình nói mình hư đi, mình đừng nói mình tốt. Nhưng mà giờ mình vô đây mình thấy trời ơi quý thầy cực khổ hàng ngày lo cho mình gì, mà đâu có lãnh lương gì mình đâu. Mà anh em mình vô đây mà mình còn không phải, tôi thấy kỳ quá. Ngày xưa tôi mới vô nghe mấy anh em, tôi kiếm cách để mà tôi chơi mấy ông thầy luôn á. Nhưng mà càng ngày tôi suy nghĩ kỹ lại, kỳ quá. Cái hành động của mình ở đâu ra đó, mình đã vô đây mình đàng hoàng mấy anh em. Giờ anh em mình cố gắng nghe, bây giờ tôi dẫn dắt, có cái gì anh em đi làm sáng tôi đi kêu, anh em mình cùng đi làm. Trời ơi, mình mà giải trò gì, mình hỗ trợ người quản chúng biết bao nhiêu mà nói chào. Mình phải hạ mình xuống, mình cho mình hư, mình cho mình sai như ngày xưa, rồi mình mới găng được cái người mới vô chùa. Rồi có những anh em vô chùa mà buồn này kia, mình hỏi sao buồn này kia rồi. Trời, tôi đó mới vô chùa cũng buồn lắm, nhưng mà ở với nó quen rồi mà thấy cái việc làm này ý nghĩa rồi ở luôn à. Mới đây mà cũng 5 năm rồi đó. Trời, ông thấy tôi giờ cũng vui lắm nghe, mà tôi thấy bây giờ tôi ý nghĩa lắm đó. Những cái điều những Đức chia sẻ cho mấy anh em đó là những cái hành động mà giúp người sâu sắc nằm bên trong. Còn người trên người ta chỉ đi vòng vòng bên ngoài không à, nhưng mà cái ở trong á là phải cần có con người phát tâm đi vào bên trong để găn gũi, để quan tâm, để hỏi han. Có những người ta đi cộng tu, người ta có chỉ hai bộ đồ à, có cái quần đùi à, mà đi phơ bị mắc luôn cái quần ơi. Nó mình đi lỡ mình hỏi han xong là mình biết người ta thiếu cái quần liền, mình đi kiếm cái quần cho liền, là tự nhiên ăn tình đẹp liền, thấy chưa? Là từ đó về sau mình dẫn dắt, mình chỉ nó để hỗ trợ cho người lãnh đạo, đẩy người lãnh đạo lên, thì tức khắc mấy anh em làm vai trò đó phước cực kỳ lớn luôn. Nó bây giờ như Đức nêu lên chân đó, mấy anh em mà khéo làm thì coi trộ nó đặc biệt, đừng có nói nó, tại vì mình không nhìn ra đó. Đi len lỏi bên trong, đi tìm hiểu. Buổi tối 11 giờ mình ngồi vậy mà đi vòng vòng chùa, đi vòng vòng chùa mình coi tới tình hình sao, coi cái ăn cái ngủ của mấy cụ sao. Có khi 10 giờ mà đi vòng vòng thấy bà già bà ngồi ngay chăn cái lan can, tối hù bà không bắt đèn lên mà bà ngồi ăn bánh. Mình lỡ mình nói cụ đói bụng thì con, cụ ra đây nè cụ, ngồi đây nè, chứ giờ cụ đừng có ngồi để ăn, ăn gì thầy nói ăn với ma, không có nên đâu cụ, nghe không? Rồi mình nhìn ra, mình mới thấy ra, mình điều chỉnh. Rồi có khi nè, giảng pháp xong cho bánh cho sữa không uống, để dành, để vô cái tủ á, nó để dành. Trời ơi, con cái bánh ăn đại đi, con hộp sữa chút xíu uống đi cho nó xong đi, để vô tủ làm chi, cho kiến gián bò vô cụ, hiểu không? Đừng có để dành tùm lum nghe không? Nên từ đó mình nuôi con người, giết mình kinh nghiệm, nó kinh nghiệm. Bây giờ những Đức không có còn đi như vậy nữa, mà ngày xưa là những Đức làm gì đó. Nên bây giờ những Đức chỉ là hướng dẫn thôi. Bây giờ mấy anh em cố gắng đi, mấy anh em làm thì tự nhiên đó, chùa mình nguyên cái buổi giảng những Đức giảng về tinh sâu nhân quả, mấy anh em thấy không? Gần gũi vô cùng luôn, xác thực luôn. Nghe là tự nhiên mình thấy mình có tư tưởng luôn. Nó rồi tất cả những việc mấy anh em làm cực khổ không có oan ức gì đâu. Đừng có bao giờ nói oan, đừng có bao giờ nói sao mọi người không chung tay với tôi. Đừng có nói câu này,
cứ làm đi, rồi mấy anh em sẽ thấy cái thành quả của nó. Mấy cô được cũng vậy, cứ làm đi, Phật Bồ Tát không có bỏ quý vị đâu. Bây giờ ví dụ như bên cô Châu còn 5-7 người cũng làm đi, làm cho tơ bờ qua lá luôn, làm cho khỏi cạo đầu luôn. Ừ, làm mà đặt mà đồ đạc quên giặt, mai bận đồ dơ đi làm. Đến mức như vậy luôn Phật Bồ Tát có bỏ quý vị đâu, Phật Bồ Tát sẽ cử người đến liền. Yên tâm đi, cái tâm quyết phải cho mạnh, mình phàm phu còn thương có người ta mà Phật Bồ Tát nào bỏ mình. Hãy nhiệt tình đi, nó lay quay bữa nay nó còn có 13 ngày nữa lễ Viếng Quan Âm mà đó. Nó chuyến này là lễ Viếng Quan Âm là 2 ngày ở đây nè, 2 ngày giảng pháp ở đây, cái nhà văn hóa nó 2 ngày ở đây, lại Quan Âm đây 2 ngày 18-19, còn ngày 17 bên chùa mới, ngày 20 cuối cùng bên hộ pháp, nó là 4 ngày quý vị biết. Đây là cơ hội nghe, người nào bây giờ cũng phải gì nè, ôi tớ rồi, tớ ngày rồi à, Phật tử kéo lần lượt ào ào gì kia, mình đi tu được, mình ở trong chùa mình hết khổ, mình mừng khi người ta vô chùa, cái tâm đó có phước lớn chứ lắm. Mình đi nhờ đi tu nè mà thay đổi cuộc đời nè, Phật pháp cứu đời mình nè, mình gặp một người vô chùa mình mừng, phòng đăng ký á, ngồi trong đó mà gặp người ta vừa bước tới phòng đăng ký một cái là ô Bồ Tát. Bồ Tát vô đấy, Bồ Tát bay ra liền, xách giỏ vô liền. Cái ăn tình đó mình thấy không, niềm nở. Trời ơi chứ đừng có ngồi vậy đó, hỏi gì không cô bạn nghe không, đừng có gì, đứng lên bước ra, xách giỏ đi vô, dù cho 2-3 ngày cũng ăn tình nữa, ta ăn tình với mình đẹp liền. Chứ đừng có bao giờ ngồi im đó, gặp người ta bước đến là chạy ra liền. Ô cụ đưa gió con sách vô cho cụ, thờ ơ uống ly nước đi cụ, uống nước trước đi tính sao. Thấy không, cái ban đầu là thấy ấn tượng đẹp rồi đó, mấy anh em ngồi phòng đăng ký là bạn vậy đó, vui vẻ niềm nở nó, mình nói chuyện hoạt bát như vậy là cái cách của mình giao tiếp hay đó. Chứ đừng có ngồi ngay một chỗ bước vô vô căng vô mà tôi mới nghe nói vậy không có đúng đâu nghe. Hành động mà nói mắt nhướng nhướng là không đúng á. Mấy ngày sao phải biết quy tắc không, tôi phải chấp hành quy củ nghe, nghe nó phản cảm liền. Tự nhiên mới vô chùa thấy nó mệt ghê, thấy ông này tôi mệt thêm. Rồi đúng là đuối ghê chợ là tật, thấy không, mình thấy người ta đi xa vô nhìn mặt mày là biết người ta mệt mỏi rồi. Trước nhất là gì, gót ly nước cho người ta uống đi, thứ hai là gì, cho xe chở đi đi tiểu đi. Tại ngay chăng cái chỗ, ngay chăng cái chỗ mà mình phòng đăng ký mình có xe điện, còn gần thì mình chỉ qua đi đi tiểu gì xin liền, còn xa như chùa mới chở phía sau cho đi tiểu đi, chở vô lại mình có cái công vậy đi, biết đâu Bồ Tát đến sao. Ngày xưa mà Phổ Hiền Phổ Huệ mà đến đạo tràng niệm Phật đăng ký tu thấy chưa. Mình đừng bao giờ nghe, mình đừng có cái giờ có tâm xem thường con mình xem thường ngay Phật Bồ Tát đó. Nhất là đạo tràng niệm Phật là nhiều Phật Bồ Tát đến đây lắm á, mà thị hiện kỳ cục lắm. Có khi bước vô gì nè, sao tu 3 ngày không, mình quay lại về không cho ở coi chừng á. Chân nhân bắt lộ tướng, lộ tướng không phải chân nhân, đừng nói chuyện dẫn chơi coi chừng đó. Nên mình thôi đối chúng sanh sẽ làm Phật. Chúng ta nghĩ là một đời của mình ngắn ngủi lắm mấy anh em ơi, nó chỉ mấy chục năm ngắn ngủi, là những gì mình làm được làm tới cùng đi. Nhân duyên nó tự chuyển biến à, không có lo đừng có sợ, mình có cơ hội làm được mà. Nó bây giờ làm đi, mai mốt mình qua đời mình làm được đâu, tới người sau người ta làm ơi. Đời mình phải nắm bắt cơ hội làm tới luôn, làm cho đặc biệt. Nó giờ như Đức chuẩn bị tổ chức chương trình khiếm thị nữa nè, nó chơi luôn, liều mạng luôn, làm được mà làm tới đi. Nó nên từ nơi đó thôi kệ, nhiệt tình hết mình. Đó là những điều những Đức động viên đại chúng nhớ, tu hành là phải tin sâu nhân quả, phải hạ cái tâm kiêu ngạo xuống, phải bớt cái mặt nhỏ lại, thấy không. Chứ đừng có ai mà la một cái là lá gì cực của lá gì đừng có vậy nghe, tu được đâu. Người ta mà la mình xem lại mình liền, ta gậy mình xem lại mình liền,
chứ đừng có mà gây một cái lá mặt vậy nè. Nói cô vậy thấy sao? Dạ được rồi, nghe rồi, thấy tiêu rồi đó. Cái tâm đó là cái ngã một đống bên trong rồi, thấy chưa? Nó nên từ nơi đó mà hạ cái tâm kiêu ngạo xuống quý vị ơi. Mỗi người mình nghe được Phật pháp mà mình sống thường vui là vì mình tin sâu nhân quả. Rất là nhiều người chúng ta sống trong cuộc đời này, sự phiền não khổ đau là do gì? Mình thường trách chờ, trách số phận, trách tại sao tôi có làm điều gì sai đâu mà tại sao tôi lại gặp nhiều cái nạn tai vậy, chết. Rồi tại sao mà cứ la gầy tôi? Rồi vì sao mà tôi có duyên mà nói tôi vô duyên? Có nghĩa là luôn luôn nghĩ mình không có như vậy, tại sao cứ nói mình hoài? Tôi cũng giỏi quá trời mà sao nói tôi dở? Rồi tại sao số phận cuộc đời tôi lại hẩm hiu? Người ta thì được thương yêu chiều chuộng, còn tôi thì bị bỏ rơi. Người ta thì mỗi ngày sống lai rai mà cũng được khen, được quý trọng, cho này cho kia, còn tôi làm cực muốn chết luôn mà còn bị chửi. Tất cả những cái hờn trách này là do gì? Không tin sâu nhân quả. Chứ nếu như mà tin sâu nhân quả, không có hờn trách. Phật đã nói rằng muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này. Nên mỗi một con người chúng ta học Phật pháp là phải tin sâu nhân quả, và phải tin luôn niệm Phật là nhân mà thành Phật là quả. Tin vậy đó. Cái tâm mình mà tin sâu nhân quả là mình sống an lạc, mình sống vui dữ lắm. Mình đã tin sâu nhân quả rồi thì tất cả những cái nhân gì mình gieo đời này là mình sẽ hưởng được cái đó thôi. Mình không có ai mà lấy của mình đâu. Dù mình làm cực cỡ nào cực mà người ta là dành công hết trơn. Cái này cũng là nhân quả mà nhiều đời nhiều kiếp, mà chính cái bản thân chúng ta cũng dành của người ta bằng cách đó đó. Ví dụ như người ta làm cực khổ mà mình nhảy ra mình dành công, từ nơi đó mà đời này người ta dành lại, mới nói là tin sâu nhân quả. Mà đã là tin sâu nhân quả thì tất cả những gì bạn sống trong cuộc đời này, bạn làm bao nhiêu việc tốt, việc thiện, không ai biết đến bạn. Người ta gầy la chửi mắng bạn, bạn không có quan đâu. Tại vì bạn tin sâu nhân quả. Tất cả những gì bạn tạo ra chắc chắn là bạn sẽ hưởng được. Chắc chắn luôn, phải tin chỗ này. Khi tin rồi là con người mình nó tâm bình khí hòa liền. Tâm bình khí hòa. Và con người mà tin sâu nhân quả sâu dày là con người mình chắc chắn là tâm mình bình tĩnh liền. Chắc chắn luôn, từ phàm phu cho đến quả vị Phật đều phải tin sâu nhân quả. Nên tất cả những người chúng ta học đạo phải thật sự có lòng tin sâu nhân quả. Vậy thì mình không có hờn trách nữa đâu. Nghĩ hờn trách là nghĩ buồn. Con người mình buồn dặn là ngay từ hờn trách, không vừa lòng, không vừa ý. Thí dụ như giờ mình đi vô trong chùa, tự nhiên quý thầy có biết mình duyên ở chỗ nào đâu, thì đưa mình vô chỗ nào mình ở chỗ đó. Giống như thấy cái phòng nào trống đưa mình vô ở. Mình nói trời ơi gì đâu mà nó xui thế ghê. Tự nhiên thầy không đưa tôi vô ngay cái phòng mà gặp cái bà này bà hung dữ hơn chằn lửa. Thôi thầy cho tôi chuyển phòng đi. Cái phòng này cái bà này dữ quá trời à. Xong mình chuyển lên cái phòng thứ hai. Trời ơi thầy ơi, phòng này còn hai bà dữ luôn. Phòng kia có một bà dữ mà phòng này tới hai bà đó thầy ơi. Thôi chuyển con lên lầu đi thầy ơi thầy. Chuyển lên lầu thì gặp bà khùng. Còn ác đạn hơn. Hai bà kia thì hơi dữ dữ thôi. Còn bây giờ chuyển, từ từ chuyển lần thứ ba gặp bà khùng. Nó trời ơi thầy ơi thầy. Chết con à, cái kiểu này nó cắn con chết mồ luôn. Khùng bà trợ. Đó, thì coi không? Phải tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa không? Phải tin sâu nhân quả. Con người mình á, tu học á, cái duyên mình đụng ngay chỗ nào là phải thoát ra từ chỗ đó mà ra.
Chỉ cần vượt qua được một lần thôi là từ đó về sau không có còn tác dụng phụ nữa. Từ cái khó nhất mà mình vẫn chuyển biến làm sao mà thoát được là tức khắc quý vị sẽ đụng cỡ nào cũng giải mã được hết. Còn nếu như mà đụng mà chạy chốt là càng chạy nó càng đụng, càng chạy nó càng đụng. Thật sự mà nói, cái cõi đời này nếu như chúng ta mà về nghiệp duyên mà mình trốn được thì ai cũng khôn trốn hết trơn. Không ai đi dại khờ gì để mà khổ đâu quý vị. Nhưng mà cái nghiệp duyên mình không có trốn được, nên mới nói tin sâu nhân quả để mình ở trong cái nghiệp duyên đó mà vui trả cho xong. Nên người ta tu hành, người ta có tâm cầu giải thoát, người ta gặp một cái sự cố gì là người ta nói là thôi trả cho xong một món nợ. Nên dùng cái câu là thôi kệ rồi mọi việc cũng sẽ qua, cố gắng từ từ rồi việc gì nó cũng qua. Phải tin nó từ từ viết rồi mình tu viết rồi tâm trạng người mình an lạc tự tại. Không, thật sự mà nói nghe, từ cái khổ cái phiền não mà từ từ nó ra sự an lạc á, chứ không có giỡn đâu. Bây giờ những đức nói với vị nghe, những đức đi tu ngày xưa trên Đà Lạt 5 năm là không có an lạc chứ. 5 năm chữ không à, tu chữ, ngày nào cũng chữ, chữ tá lạ âm binh nha. Phiền não giống như lửa mà sẵn vậy đó. Vậy đó mà vẫn tâm quyết tu. Đến khi mà bây giờ gặp những sự việc phiền não, nó không có phiền não nhiều nữa. Tại vì nó lì đòn rồi. Nó con người mà nó chai rồi, nó lì rồi, nó ghen rồi. Thì ai mà hù được mình đây? Chai lì ghen rồi thì sau này mới làm việc lớn được. Còn nếu như những đứa không có 5 năm rèn luyện trên kia thì không có ngày an lạc bây giờ đâu. Bây giờ mỗi ngày cười nhiều an lạc là nhờ 5 năm gầy dựng trên kia, cho người ta bình yên, cho người ta vui. Mà mình mỗi ngày phiền não la lối sùm, làm việc này việc kia, quăng. Nhìn thì thấy khổ, nhưng mà vì sao lạ thay nó có thành quả. Nhưng mình làm mình phải có cái tâm chân thật nghe, mà kiên trì dữ lắm chứ đừng có bỏ cuộc. Hồi xưa nhà đức trên kia sơ sát, ốm ho gầy mòn, da bọc xương, nhìn mặt như con lương. Trời ơi, có những buổi giảng mà bị coi đi nhìn thấy ghê. Hồi đó mà thầy em nói một câu: chú thì nói chuyện Phật pháp cũng được, nhưng mà có cái chú xấu quá. Nói một câu giống như mình bị quê luôn. Vậy mà cố gắng đưa cái mặt ra, bây giờ mới được ngày hôm nay, thấy chưa? Đó. Kiên nhẫn mới được. À. Nên sự thành công của con người là từ ngay cái chữ nhẫn, có mục tiêu, quyết chí đi cho tới cùng. Đấy. Chọn lựa được rồi là tiến mục tiêu đó, cứ làm hoài. Giết rồi ở trong cái phiền não hết phiền não. Phải kiên nhẫn nghe, trong cái phiền não hết phiền não. Giết rồi tự nhiên mình suy nghĩ phiền não một chút xíu buông ra cười. Rồi muốn phiền não muốn la rồi buông qua cười. Như những đứa ở bên kia mà có khi mà ví dụ như mà nói đơn giản này, nó chỉ điện thoại với bà Liên Bạch thôi cũng thấy mệt. Ví dụ như mình hỏi cô mua bánh gì cho mấy bà cụ ăn, cái bà hỏi mua bánh gì hả thầy? Nó mua bánh gì? Mua bánh bánh đó vậy đó thầy. Xong cái mình nói tới lui, bà nói một câu đó bà nói hoài, bà nói một câu nó tới luôn bà hỏi hoài vậy đó. Nó thấy không, mình la bà một phát rồi xong cái mình tắt điện thoại. Mình quay qua đây mình nói chuyện với mấy người đây bình thường. Thấy chưa? Nó đâu có tác dụng phụ gì đâu. Nó bụp người ta một phát quay lại bình thường. Chuyện nào ra chuyện nấy chứ. Hiểu không? Đó toàn là nhân quả không. Nếu mà nó không có cái nhân quả với cái bà đó vậy làm sao la bà? Mà bà này bà cũng từng la tôi, nào giờ tôi la bà lại đó. Quê. Thật sự luôn á. Còn họ chưa từng nạt nộ, chưa từng la mình, đố mình nạt nộ la họ.
Nó không có hạt giống làm sao có quả. Nên mình tại sao mà mình cứ đè bà này mình la hoài? Là do bà la tôi nhiều quá, nhiều đời nhiều kiếp. Tự nhiên nó chiêu cảm gặp mặt bà là mới la, mà la bà mới vui, không la bà là chịu nổi. Giống như bà Bạch mà nhà Đức gặp mặt bà, nhà Đức la hoài vậy đó. Thấy chưa? Từ nơi đó mà giết người ta cũng bình định luôn. Nhà Bạch nó có phiền não gì đâu, mà nhà Đức cũng có phiền não gì đâu. Nói vậy thấy không? Nó từ ngay chỗ đó. Còn nếu như phiền não thì chắc mới làm việc chung nhau. Nó nên phải tin sâu nhân quả. Cái tin sâu nhân quả là cái quan trọng dữ lắm luôn, chứ không phải giỡn đâu. Nên cái người mà mới vô chùa tu á, mình là đang á, gieo hạt, mình là đang chăm bón. Chứ mình mới vô chùa chưa vậy chân là mình muốn mình an lạc như hòa thượng rồi, làm gì có. Thôi ơi, vị coi hỏi hòa thượng bao nhiêu chục năm nay tu phải chịu khó, chịu khổ, làm bao nhiêu việc mới có được sự an lạc, có được thành quả chùa chiền như bây giờ. Còn mình tự nhiên mình nhào vô là mình có thành quả thì mình phải trả một cái giá gì chứ, hiểu không? Chứ đâu phải là tự nhiên mình mới vô mình tu cái là mình muốn mình an lạc liền. Khó lắm quý vị à. Cái tâm đó là cái tâm gấp gáp, khó có được sự thành công lắm. Nên đã là tin sâu nhân quả rồi là tất cả người xuất gia hay cư sĩ gì cũng phải tin sâu nhân quả. Cái duyên mình đi đến cái ngôi chùa nào nó cũng là từng nhân quả mà mình đi đến đó đó. Chứ không có bao giờ mà tự nhiên mình đi đến nơi đó đâu quý vị ơi. Bây giờ chúng ta gặp nhau ngồi ở đây là cũng có nhân có quả nè. Đã từng nhiều đời nhiều kiếp mình đã từng ngồi chung gì rồi đó. Bây giờ nó mới ngồi chung gì nè. Chứ nó không có nhân sao mà có cái quả bây giờ ngồi chung. Mà trong cái quả gặp nhau này có thuận duyên, có nghịch duyên. Có những người mình gặp nhau nó rất là thuận quý vị. Nhưng có những người mình gặp nhau nó ghét lắm. Không biết là nó ghét hồi đời nào. Vừa gặp mặt là thấy ghét liền. Có mà. Có những người mình vừa gặp một cái là trời ô, nó ghét cay, ghét đắng, ghét mà muốn mắng. À, vừa gặp à, là thấy ghét à. Mà có những người mình vừa gặp là thấy thương liền. Trong bụng nói không biết là thương hồi đời kiếp nào, mà đời này vừa gặp là thấy thương liền. Nó cho quý vị biết phải tin sâu nhân quả đó. Chứ mình đừng có cái gì mình cũng trách là ồ, tại sao mà đối xử với người này thì ưu ái mà đối xử với tôi thì tệ bạc, bậy quá. Phải tin sâu nhân quả chứ. Đâu mà có cái chuyện mà không có nhân mà có quả. Nó khi hoàn toàn tin chỗ này rồi là quý vị thấy tự tại lắm. Quý vị thấy có những người đến với cuộc đời này, người cũng là người. Nhưng có những người thì khỏe mạnh, có những người thì bệnh hoạn. Có những người cao, có những người lùn, có những người đi được, có những người què sụi. Có những người mắt sáng nhưng có những người bị mù. Có những người thông minh, có những người thì thiếu thông minh. Nó rõ ràng không? Phước duyên nó chiêu cảm nhân quả chứ từ ở đâu. Nên mỗi một người coi, có những người có tiền, có những người không có tiền. Có những người ai gặp cũng cho tiền, còn có những người gặp mình ta không cho mà ta còn chữ đó, thấy không? Thì từ đó cái Phật pháp mà giảng về nhân quả là con người thông tâm nhất, và nó an lạc, nó nhẹ nhàng, đừng có nói nữa. Tại vì nó thông cái tâm, nó nhẹ nhàng, nó an lạc. Còn nếu không là mình cứ than van, than chờ trách người, trách Phật luôn nữa. Phật ô Phật, sao Phật, Phật không công bằng, nghĩ Phật. Trách Phật luôn đó nghe. Đừng có nói chuyện giỡn chơi đó. Rồi có những người cả đời cực khổ lo tu hành, vậy mà lại gặp những sự mà éo le trong cuộc đời. Không học sâu nhân quả là quay ngược lại trách Phật. Vì sao Phật không từ bi hả? Tại sao con lo cho Tam Bảo gì? Con cực khổ cúng dường gì? Con đi hộ trì Tam Bảo, hộ trì người xuất gia vậy mà tại sao gia đình con gặp sự cố gì? Nhà con lại gặp nạn này, nạn này, nạn này. Rồi chồng con lại bỏ con, vợ con bỏ con bất hiếu với con. Đó, thấy chưa? Nếu mà không học sâu nhân quả là điều chết. Nghĩ rằng bây giờ mình tạo ra vậy thì Phật phải ưu ái mình. Trời ơi, quý vị ơi, quý vị phải nhớ rằng có khi nhờ mình tu hành đó mà từ cái tam đồ ác đạo mà mình chuyển hóa thành hoa báo thế gian. Hiểu được nguyên lý này rồi mình trả hoa báo thế gian mình nhẹ nhàng dữ lắm. Rất là nhẹ nhàng luôn. Nó sẽ không bao giờ bị phiền não nữa. Ví dụ như giờ các anh em ngồi đây đi, có những anh em làm trầu ô, làm quá trời làm luôn mà đụng cái là bị la. Còn có những người ta không có làm gì mà người ta không có la.
thờ ơi, người ta đã gieo nhân rồi mấy ông nội u. Hiểu không? Giống như có những đứa con nó làm cực muốn ăn chết vậy, thằng con thứ hai nó làm te tua tả tơi mà cuối cùng cho của cải út. Nếu mà thằng con thứ hai này nó không học Phật pháp, nó không tin sâu nhân quả thì nó chết. Tại sao mà cha mẹ không công bằng? Con thứ hai cực quá trời luôn mà bây giờ của cải cho út hết trơn. Quý vị coi, có những con người mà cả đời người ta cực khổ gian nan, người ta tìm từng đồng từng cắt để dành, vậy mà đứa con vừa sinh ra còn ở trong bụng luôn là cha mẹ đã nói một câu vậy nè: con à, sau này con sinh ra nghe, của cải sự nghiệp này là của con đó con. Quý vị coi, của cải sự nghiệp này là của con đó. Chỉ có trong bụng thôi mà chưa chân là của cải của nó. Mình khi người ta làm cực khổ, ta để dành từng chút mà là của cải của nó rồi. Nó đã từng tu cái phước này có sẵn. Nên quý vị nhớ nè, quý vị mà giúp người mà dễ thì quý vị có dễ. Quý vị giúp người mà khó thì quý vị có khó. Có nghĩa là quý vị cho người ta hoan hỷ thì người ta cho quý vị hoan hỷ. Quý vị cho người ta mà khó khăn câu có thì quý vị cũng được người ta cho, nhưng mà cho câu có khó khăn. Có nghĩa là tất cả những hành động gì mình làm của đời này là cái quả bản thân mình phải thành ra y rang như vậy. Nên nhân quả công bằng. Nhân quả công bằng chắc chắn luôn. Quý vị biết rằng có nhiều bậc cao tăng người ta tu hành cả đời của người ta chịu thiệt không? Như Hòa Thượng Hải Hiền, sư đệ Hòa Thượng Hải Hiền, pháp sư Hải Khách, chịu thiệt. Ở trong chùa làm cái nghề gì? Gánh phân, đổ nước tiểu. Tất cả việc cực khổ là pháp sư Hải Khánh ông làm hết trơn. Ông làm hết luôn. Có khi ông đi làm về người ta không chừa đồ ăn cho ông miếng nào luôn. Thì thôi, ông tuy không biết một chữ nào nhưng về tin sâu nhân quả sâu sắc lắm quý vị. Ông tin sâu sắc dữ lắm. Có một lần ông đi gánh nước, chó nó chạy ra nó cắn ông, chân cẳng máu me tùm lum. Người ta nhảy ra, người ta định quýnh con chó. Ông nói thôi đừng đánh nó. Tôi cũng từng cắn nó, đời này nó cắn là tôi quề, nợ này trả xong phức cho rồi. Lôi kéo ông chi. Ông đang đi ngoài đường, cái xe nó đụng cái rầm, văng vô bồ lề lỗ mèo. Mà thằng nó đứng lên, nó chửi ông. Người ta thấy bất bình quá, người ta lợi. Người ta định ra tay nghĩa hiệp. Ông nói thôi. Nghiệp chướng của tôi nặng dữ lắm. Tôi thiếu nợ tôi trả. Tôi muốn giải thoát. Bây giờ mấy anh vính nó là nghiệp tôi trả chưa xong. Thôi, để cho tôi trả cho xong món nợ này đi. Có nghĩa là đọc cái công đoạn của pháp sư Hải Khánh, tuy nó rất là ngắn, ông không biết một chữ nào, chứ mà hoàn toàn trong cuộc đời ông tin sâu nhân quả hết trơn. Ông chịu thiệt hết hoàn toàn quý vị. Quý vị coi, cuối cuộc đời người ta giảng sanh để là toàn thân xá lợi, lưu danh hậu thế. Có thiệt thòi không? Không có thiệt thòi. Hòa Thượng Hải Hiền á, quý vị biết rằng cái thời ngày tu quý vị, ngài nuôi cúng dường những vị tu hành huynh đệ mà những người tu pháp khác. Đất đai ông làm hết trơn luôn, những người đó chỉ cần tu thôi. Đồ đạc ông giặt, chùa chiền ông lo, cơm ông nấu, ông lo việc hết luôn. Ông làm việc hết để cho người ta tu không. Quý vị thấy cái cuộc đời của Hòa Thượng Hải Hiền có thiệt thòi không? Ông sống tới 112 tuổi ông còn khỏe. Tới ngày cuối cùng của ông, xếp đồ đạc xong hết trơn, ông niệm Phật ông đi, giảng sanh xong để là toàn thân xá lợi. Thiệt thòi không? Đâu thiệt thòi đâu. Nó mình bây giờ mình muốn về cực lạc hay là mình muốn tranh giành cái việc ở thế gian này mà mình nói thiệt thòi. Mục tiêu của mình là niệm Phật, là muốn sanh cực lạc. Mà mình đụng cái là mình thiệt thòi à. Mình đụng cái gì là mình thiệt thòi liền. Mình không chịu thiệt thòi, vậy làm sao mình có thành quả của con đường tu của mình. Bây giờ quý vị coi, từ khi những đức đi tu đến giờ, hồi xưa trên Đà Lạt là làm việc ngày đêm luôn, làm việc quá trời luôn, không biết làm cái
Nếu mà nói về thế gian biết làm để làm gì luôn. Cứ làm chi mà làm ngày, làm đêm, làm hoài. Mà còn bị chữ nữa. Làm quá trời làm luôn. Vậy đó mà cứ làm suốt. Phái các cái nhà lên cho mấy bà già bà ở bà niệm Phật. Cứ cảm giác đó là thành quả thích. Ngày đêm cứ đi xây nhà, cắt nhà. Bằng đêm mưa gió gì nè. Thì cũng làm việc. Trời mưa gì cũng làm luôn. Mà xưa Đức Trọng nó lạnh cái thời đó. Vậy đó mà vẫn làm. Rồi làm xong rồi 3 giờ sáng bắt đầu là đi lên tu. Trong bụng nói thôi mình quản chúng mình cố gắng. Để cho mấy anh em ít gì người ta cũng nhìn đó mà người ta làm theo. Cứ nghĩ mình cố gắng để cho anh em ta nhìn đó làm theo. Từ nơi đó mà cố gắng làm cho lên tụng kinh mà làm đuối mà chết luôn. Tu xong bắt đầu là ra ngoài, bắt đầu là tiếp tục làm việc nữa. Làm việc vì người săn si khó chịu đủ chuyện. Vậy mà 5 năm chờ nó mới có ngày hôm nay. Lót được nền móng. Khi xuống chùa hộ pháp rồi mới biết cách làm việc. Lo cho ngôi tam bảo. Nhờ cái cực khổ chịu khó đó. Mà tự nhiên khi đụng chuyện mình mới sống và làm được. Đừng có buồn dặn ai để trong tâm nghe. Rồi tính nguyện niệm Phật nghe. Rồi đời này sanh cực lạc nghe. Chúng ta quyết chí về cực lạc cái vị ơi. Rồi chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.